mình xin chào các bạn nha trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ ấn được tổng cái số lượt cảm xúc mà người khác đã bình luận và cũng như là đã thả ở trong cái bài viết mà các bạn đăng tải ở trên trang facebook cá nhân của các bạn nếu như các bạn cảm thấy không tự tin về những cái lượt like lượt bình luận ở trong cái bài viết của các bạn và các bạn không muốn cho người khác thấy được tổng cái số lượt cảm xúc số lượt bình luận ở trong cái bài viết ở trên trang facebook cá nhân của các bạn thì chúng ta sẽ thực hiện một số những cái bước để chúng ta có thể là ấn được cái số lượt cảm xúc ở trong bài viết của chúng ta và bạn bè hoặc là người lạ khi mà xem bài viết của chúng ta thì sẽ không nhìn thấy được cái số lượt thả cảm xúc và cũng như là cái số lượt bình luận ở trên bài viết mà chúng ta đăng tải ở trên trang facebook cá nhân của chúng ta và để thực hiện được cái việc đó là ẩn được cái số lượt thả cảm xúc ở trong bài viết trên trang facebook cá nhân thì đầu tiên các bạn có thể là mở ứng dụng facebook ở trên điện thoại của các bạn lên à, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào phần là menu các bạn chọn vào phần là cài đặt và quyền riêng tư sau đó thì các bạn nhấn vào mục là cài đặt ở đây thì để nhanh có thể tìm ra được cái mục này các bạn bấm cho mình vào cái biểu tượng tìm kiếm ở đây và các bạn chỉ cần gõ cho mình cái từ đó là cảm rồi thì sau khi mà các bạn chọn cho mình một cái từ cảm rồi thì ở đây nó sẽ có cái mục nó là tùy chọn về cảm xúc hoặc là các bạn ấn thẳng luôn vào cái phần nó là ẩn số cảm xúc các bạn bấm vào đây thì lúc này nó sẽ có một cái mục đó là ẩn số cảm xúc về bài viết của người khác khi các bạn tắt cái phần này đi thì bạn sẽ không nhìn thấy tổng số cảm xúc về bài viết mà người khác đã chia sẻ lên bảng tin trang hoặc là nhóm. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái mục nữa là về bài viết của bạn. Các bạn tắt luôn. Thì khi mà các bạn tắt cái phần là về bài viết của bạn đi thì người khác sẽ không nhìn thấy tổng số cảm xúc về bài viết của bạn đã chia sẻ lên trang cá nhân. Số cảm xúc vẫn sẽ hiển thị trong bài viết của bạn ở những nơi khác. Và đó chính là cái cách để các bạn có thể là tắt và ẩn được cái số cảm xúc mà người khác đã bình luận Mà cũng như là thả cảm xúc vào trong cái bài viết ở trên trang Facebook cá nhân của các bạn.